Các bạn đi phun môi có bao giờ gặp cái tình trạng này chưa? Đây là tình trạng bị dị ứng với mực phun xăm nha. Đây là trường hợp rất là hiếm gặp luôn. Tầm 100 bạn thì mới có 1-2 bạn bị thôi. Khi mà gặp cái tình trạng này thì bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ và phải thông báo cho thẩm mỹ viện mà đã làm môi cho bạn biết. Làm vậy để chi? Để bác sĩ có thể kê thuốc kháng sinh và kháng viêm cho mình uống. Uống xong rồi thì môi sẽ khô lại như thế này. Thường là sau khi môi khô rồi thì bác sĩ hoặc là chuyên viên thẩm mỹ sẽ hút cái dung dịch mực ra cho mình. Hút xong một lần á, nếu như mà da vẫn còn khỏe thì hút thêm một lần nữa cho da thật sạch mới được. Nếu mình không hút ra thì da nó cứ lột đi lột lại từ tháng này qua năm nọ, mà mỗi lần lột ra như vậy thì sẽ rất là khó chịu nha. Nếu chuyên viên làm đúng kỹ thuật thì sau 2 lần hút mực, môi của bạn sẽ không còn tình trạng lở lét nữa. Chốt lại, nếu không may gặp tình trạng này á thì bạn phải thật bình tĩnh, uống thuốc theo toa của bác sĩ và phải lựa chọn nơi điều trị uy tín và chất lượng nha.